Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép tranh nên hình ảnh sẽ không trùng khớp với nội dung của âm thanh, tập trung vào tình tiết gây cấn thú vị của chuyện. Chúc mọi người xem video vui vẻ, nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Sư đệ, chuyện này cực kỳ quái lạ, trong mắt của ta, bây giờ người ngươi cần chú ý nhất vẫn là cố trường ca. Ngươi có nghĩ tới khả năng, chính là cố trường ca và người thừa kế ma công đều cùng một người. Tuy nhiên, khi nghe thấy lời nói của tử dương thiên quân tân vô nhai cho mày trầm trọng nói ngay cả hắn cũng cảm nhận được tim đang đập thình thịch dường như đã hạ quyết tâm cực lớn mới dám nói như thế cái gì nghe vậy tử dương thiên quân lập tức ngây ngẩn cả người đôi mắt chừng lớn khó có thể tin được vì sao đột nhiên đại sư huynh nói như vậy sau đó hắn kịp nhận ra sự nghiêm trọng của chuyện này sắc mặt chợt nghiêm túc lại một chút vội vàng trầm giọng hỏi với tính cách của tân vô nhai sẽ không nói ra mấy lời vô căn cứ như vậy hắn nhất định đã nhận ra điều gì nên mới nói như vậy kỳ thật chuyện này cũng do mấy ngày nay ta tỉ mỉ nghĩ lại mới đột nhiên nhận ra lúc ấy ta núp ở bên ngoài phủ đệ cố trường ca mấy ngày nếu như có người nào ẩn nấp cùng ta nhất định sẽ phát hiện được nhưng không có người áo đen kia xuất hiện rất kỳ quái giống như xuất hiện từ trong hư không vậy cho nên ta nghi ngờ hắn chính là cố trường ca Chẳng qua vì hiện thân, nên mới diễn khổ nhục kế vừa ăn cướp vừa la làng thôi. Hơn nữa, lúc ta giao đấu với Cố Trường Ca, mặc dù hơi thở của hắn nhìn có vẻ là bị thương, nhưng sức mạnh chân chính căn bản không bị ảnh hưởng gì. Thế gian này làm gì có ai sau khi căn nguyên bị thương, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, có thể khỏe như rồng như hổ, thậm chí còn thôi động một kiện chí tôn khí. Nếu thiên phú khủng bố của Cố Trường Ca có thể giải thích được, vậy liên hệ tới rất nhiều chuyện có điểm đáng ngờ mấy ngày trước thì càng thêm rõ ràng. Ngoài ra, mỗi lần Cố Trường Ca nắm chặt thời cơ cũng rất đúng lúc, nếu nói hết thảy những thứ này hắn không có tính toán, đánh chết ta cũng sẽ không tin. Tần Vô Nhai giải thích, giọng nói của hắn lộ ra sự dùng mình sợ hãi, còn có run rẩy, làm cho sau lưng Tử Dương Thiên Quân toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cho dù là Tần Vô Nhai ở trong Cửu Thiên, đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng đối mặt với loại chuyện này, cũng cực kỳ sợ hãi, thân hồn run rẩy. Trước nay, Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người kinh khủng đến mức này. Ngoài mặt là thủ khoa chính đạo, người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi, hào quang sáng chói, vạn người kính ngưỡng, tin tưởng và ngưỡng mộ. Còn gánh vác rất nhiều tương lai đạo thống, chỉ cần không chết, tương lai tất nhiên sẽ là nhân vật đứng ở trên đỉnh cao thượng giới, tiền đồ không thể nói được. Nhưng ở trong bóng tối, hắn lại là người thừa kế ma công kinh khủng nhất thượng giới, ẩn giấu ở trong bóng tối, chiếm đoạt rất nhiều căn nguyên thiên kiêu, tai họa thiên hạ chuyện sư huynh vừa nói, thật sự quá kinh khủng. Sau khi tử dương thiên quân nghe được những lời đó, thần hồn không khỏi run rẩy, sau lưng lạnh toát, vô cùng sợ hãi. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng và hậu quả nếu cố trường ca là người thừa kế ma công, vậy đó là chuyện không thể tưởng tượng được, sẽ mang tới tai họa kinh khủng không cách nào tưởng tượng được cho thượng giới. Chuyện này ta chỉ nghi ngờ một ít, nếu phải đưa ra bằng chứng, căn bản không thể, cố trường ca quá cẩn thận, Dương Hoàng Tử được gọi là người thừa kế ma công, ta đoán cũng là quỷ xui xẻo giống ngươi. Tần vô nhai thở dài nói, không biết nên ăn ủi tử dương thiên quân sao cho tốt. Tại sao hắn lại làm mất lòng một nhân vật khủng bố như thế, ai làm mất lòng cố trường ca đều sẽ cơn ác mộng đáng sợ nhất của hắn. Vậy ta nên làm gì bây giờ hả đại sư huynh, nếu như cố trường ca đột nhiên tìm đến, chẳng lẽ ta chỉ có thể giơ tay chịu trói? Vẻ mặt của tử dương thiên quân trắng bệch, vô cùng sợ hãi, giọng nói đã bắt đầu run run, trước khi tần vô nhai giải thích hết toàn bộ chuyện này hắn chưa từng nghĩ đến loại khả năng đó nhưng bây giờ đầu óc cả người đều ong ong lên sợ hãi tới cực độ cố trường ca là người thừa kế ma công không chỉ ném những chuyện đã gây ra lên trên đầu hắn mà bây giờ còn dơ lên lá cờ chính nghĩa muốn tư diệt hắn thế gian này còn có chuyện biết được chân tướng kinh khủng và tuyệt vọng hơn sao lúc này có lẽ chỉ có tông môn phía sau ngươi mới có thể cứu ngươi ta giao thủ với cố trường ca thắng thua nhiều nhất cũng chỉ ở 5 năm, năm giữa tất cả người ở ngoại giới nói cả người cố trường ca bị thương nặng thật ra thì hắn rất khỏe mạnh lừa gạt tất cả mọi người vào trong lòng đùa bỡn mọi người trong thiên hạ trong lòng bàn tay nghe vậy tần vô nha yên lặng trong chốc lát nói như thế hoặc là y ngươi có thể vạch trần thân phận thật của cố trường ca vẻ mặt tử dương thiên quân khi phát biểu bất kể là có thể hay không hắn cũng không làm được biện pháp duy nhất vào lúc này chính là chờ tử phủ sau lưng hắn phái cường giả tới Ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt lúc ấy tại sao lại nhìn thấy cảnh tượng trong tương lai như vậy. Tử Dương Thiên Quân chợt nhớ tới lúc mới lấy tiên đạo thiên nhãn, định theo dõi tương lai của Cố Tiên Nhi. Khi đó, không phải nàng thoi thóp bị Cố Trường Ca nhốt ở trong hầm giam mờ tối ẩm ướt sao. Nếu như Cố Trường Ca là người thừa kế ma công, vậy tất cả những điều này liền giải thích được. Cố Tiên Nhi nàng quá nguy hiểm, nàng căn bản không biết anh họ bên cạnh mình, rốt cuộc là nhân vật kinh khủng và nguy hiểm đến giường nào không được, ta phải nhắc nhở tiểu sư muội về những điều này. Mấy ngày qua ta cũng chú ý nàng ở bên ngoài tung tích tung tích của ta, lúc này, không thể do dự. Tử Dương Thiên Quân nghĩ tới đây, sắc mặt bỗng nhiên kiên định, nắm chặt quả đấm, tựa hồ đưa ra quyết định gì. Mặc dù quyết định này có thể làm lộ tung tích của hắn, đối mặt nguy cơ sinh tử, nhưng mà hắn không sợ chút nào. Vừa nghĩ tới cảnh tiên đạo thiên nhãn được thi triển. Khi đó, cố tiên nhi đã tuyệt vọng cỡ nào, nhưng vẫn không ai cứu giúp. Người thanh lãnh, kiêu ngạo như nàng, sao lại lưu lạc tới tình trạng này như thế? Mà tất cả những chuyện này đều là âm mưu của cố trường ca. Cố trường ca thắng, sau đó có được lòng tin của nàng, cuối cùng dưới tình huống nàng không có chút phòng bị nào, bỗng nhiên ra tay, nhốt cố tiên nhi, cướp đoạt thôn phệ lấy bản nguyên của nàng. Sao ta có thể bỏ mặc nàng xảy ra chuyện như vậy? Làm sao ta có thể bỏ mặc nàng bị tra tấn cực khổ như vậy? tiểu sư muội nàng vốn đã được chú định sẽ là tiên phía trên cửu thiên tử dương thiên quân nắm chặt hai đấm cả người run rẩy trong ánh mắt có thù hận lửa giận thiêu đốt ngập trời sau khi tức giận hắn phát hiện bản thân chợt trở nên yên tĩnh lạ thường không còn thấp thỏm lo âu và sợ hãi như trước đó sự tồn tại của đạo tiên sư muội chính là lý do tiếp dũng khí lớn nhất cho hắn để chống lại cố trường ca nghe thấy lời kiên định này của tử dương thiên quân trong lúc nhất thời Tần Vô Nhai cũng rơi vào im lặng. Hắn có thể hiểu tình cảm của Tử Dương Thiên Quân đối với Cố Tiên Nhi. Dù biết dưới tình huống như thế này, rất dễ dẫn đến làm lộ tung tích của Tử Dương Thiên Quân, để đám người Cố Trường Ca tìm tới sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Tử Dương Thiên Quân lại một chút cũng không tiếc. Sư đệ, có lẽ ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Chuyện này cũng không phải xúc động trong chốc lát là giải quyết được, ngươi so với Cố Trường Ca dù là bối cảnh hay tu vi, đều cách rất xa không đấu lại nổi mà lúc này cố tiên nhi vẫn chưa chắc sẽ tin tưởng ngươi nàng vô cùng tin cố trường ca lúc này nhất định sẽ cho rằng ngươi đang chia rẽ tình cảm giữa nàng và cố trường ca ngược lại sẽ càng kéo xa khoảng cách giữa hai người các ngươi được một mất mười tần vô nhai nói tóm lại một câu vẫn có ý muốn thuyết phục hắn một chút sư huynh ngươi không cần khuyên nhiều ta đã có quyết định thấy tử dương thiên quân cố chấp như vậy nắm đấm vẫn nắm chặt như cũ xương tay vì dùng sức quá nhiều mà trắng bệch đi sau khi biết thân phận thật của cố trường ca cố tiên nhi đã ở bên cạnh cố trường ca lâu hơn một chút hắn cảm thấy vô cùng dày vò vô cùng lo lắng sợ hình ảnh vỡ vụn hắn nhìn thấy trong tương lai kia sẽ trở thành hiện thực sau đó điều đó sẽ hiện ra trước mặt hắn đầy máu me mặc dù trong quá khứ cố tiên nhi từng chẳng thêm dòng ngó tới hắn trong lòng không nghĩ bất cứ chuyện gì khác chỉ có đại đạo nhưng hắn cũng không ngại với hắn mà nói luân hồi ngàn vạn lần chỉ cần đổi một cái ngoái nhìn của nàng tử dương thiên quân cũng thấy đáng giá lắm rồi chuyện này đã trở thành chấp niệm của hắn khi còn ở kiếp trước cô tiên nhi tên là đạo tiên cũng chính là đệ tử tài năng xuất sắc nhất từ vạn cổ đến nay ở trong vô nhai đạo tông bọn hắn có phong thái như thần tiên thậm chí còn rất có thể được vào tiên cung được đọc vạn cổ chư thiên ở thời kỳ của bọn hắn giữa hai bên tiên giới và phàm giới đều thường xuyên có lui tới. Cũng không giống bây giờ, tung tích của tiên giới không những mờ mịt khó tìm, ngay cả tiên nhân cũng thành nhân vật trong truyền thuyết. Lúc trước, tiên nhân thường xuyên xuất hiện, thăm bạn luận đạo, tiên cung cao cao tại thường, thống lĩnh tám phương. Trong mỗi một tòa tiên cung, đều sẽ có một vị tiên nhân tọa chấn. Nếu không có trận tai họa khủng khiếp kia, làm cả tiên cung sụp đổ, vạn cổ thành cho. Hiện tại, hắn đoán chừng ngay cả tư cách đứng trước mặt đạo tiên sư muội hắn cũng không có chớ nói chi là làm một ít chuyện vì nàng dù sao đạo tiên sư muội cũng đã được chú định là tiên nhân tử dương thiên quân đã từng oán hận vì sao trong mắt nàng ngoại trừ đại đạo gia mãi cũng không chứa được thêm bất kỳ ai nhưng bây giờ hắn đã bình thường trở lại bởi vì đạo tiên như vậy mới thực sự là nàng một lòng hướng đạo chỉ vì thành tiên không bị ngoại giới quấy nhiễu cũng sẽ không vì bất cứ ai mà ngừng chân, càng không vì một ai mà liếc nhìn thêm một cái. Đó mới là chỗ mà hắn vẫn luôn ngưỡng mộ tiểu sư muội. Không phải là không có cách. Đại sư huynh, không phải ngươi đã lấy được nước hồ luân hồi sao? Chỉ cần có thể nhường cho đạo tiên sư muội khôi phục trí nhớ kiếp trước, nàng nhất định sẽ tin tưởng chúng ta. Ta nhất định phải cứu nàng ra khỏi bàn tay của Cố Trường Ca. Sau đó, hai mắt của Tử Dương Thiên Quân lộ ra tia sáng, thấp giọng nói: có vẻ chuyện này cũng không hết hy vọng, không đến mức không còn cơ hội nào. Ý của ngươi là chúng ta trực tiếp ra tay với đạo tiên sư muội, ép nàng uống hết nước hồ luân hồi. Tần vô nhai nhướng mày hỏi. trừ một cách này ra, hắn thật sự cũng không nghĩ ra Tử Dương Thiên Quân còn có cách nào hay hơn. thế nhưng cứ như vậy, nếu Cố Tiên Nhi chống lại hai người, vậy hiểm nghi trên người bọn hắn cũng sẽ không cách nào tẩy sạch được. đồng thời, còn có thể ngồi vững trên cái mũ này ta cũng không muốn thế, nhưng nếu lúc đó đạo tiên sư muội không tin tưởng, vậy chỉ có thể làm như vậy. Chúng ta làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho nàng, ta tin, đến khi đó nàng sẽ lực chọn tha thứ cho chúng ta. Đập nồi dìm thuyền, mới có thể thấy hy vọng. Tử Dương Thiên Quân nói, trong mắt tràn ngập sự cô độc, độc ác và tàn nhẫn. Tần vô nhai nhìn hắn, cũng không khuyên nữa, gật đầu nói, vậy được, dựa theo lời ngươi, tiếp theo để ta chủ động lộ ra hành tung dẫn đạo tiên sư muội tới ngươi chú ý bố trí trận văn ẩn nơi đây cho ổn tốt nhất đừng để cố trường ca phát hiện bất cứ đầu mối nào dứt lời bóng người hắn khẽ động nhanh chóng hóa thành tia sáng rời khỏi chỗ này đi ra bên ngoài di tích tử dương thiên quân gật đầu đứng khoanh tay áo bào tím bay phần phật khuôn mặt lạnh lẽo so với trước đó tựa như hai người hoàn toàn khác nhau sau đó hắn lấy ngọc phù ra báo cáo tình cảnh bây giờ của hắn với tử phủ sau lưng Tử Dương Thiên Quân sinh ra ở Tử phủ, gia tộc ở phía sau, cũng là dòng mạch nắm tất cả quyền lực trong Tử phủ. Dù trải qua mấy đời, có chút suy bại, nhưng quyền lên tiếng vẫn nằm trong tay Tử phủ, vẫn không ai có thể dung chuyển như cũ. Tử Dương Thiên Quân tin, gia tộc phía sau hắn vẫn sẽ đứng bên cạnh hắn. Cùng lúc đó, một bên khác, dãy núi nơi xa cao ngất trời, nguy nga đồ sộ, giống như con thú dữ kinh khủng nằm dạp trên đất sương mù chảy xuôi, sương mù lượn lờ, không thấy cảnh ở biên giới. Rất nhiều dã thú, côn trùng có khí gọc, cành cây che ngập trời, che cả một vòm trời, làm nơi đây phát ra cảm giác âm u ẩm ướt. Bóng lưng của tần vô nhai, nhanh chóng xuất hiện trên một ngọn núi lớn, ánh mắt lấp lóe phủ văn, từng tia sáng vàng, đang cẩn thận đánh giá cảnh đẹp nơi xa. Trước đây mấy ngày, hắn đã gặp được Cố Tiên Nhi ở đây. Lấy tốc độ tìm kiếm của Cố Tiên Nhi mà nói, trong đoạn thời gian này, đoán chừng nàng cũng đi không được bao xa. Cho nên Tần Vô Nhai định lộ tung tích ở chỗ này, thu hút Cố Tiên Nhi đến đây, sau đó dẫn nàng đến nơi Tử Dương Thiên Quân hiện đang ẩn náu. Cách tốt nhất là trong lúc vô tình bị nàng phát hiện, nếu không, dựa vào độ cẩn thận của nàng, rất có thể sẽ bị hoài nghi. Nghĩ như vậy, Tần Vô Nhai cố ý đi tới một cánh đồng nhỏ phía dưới, tìm một nơi vừa rộng rãi vừa bí ẩn mà trốn. Sau đó lại bố trí chút trận văn ẩn náu đơn giản bắt đầu ngồi xếp bằng làm ra bộ dáng trông như bị thương đang tự chữa một loại bí ẩn pháp lực ba động truyền đi trừ khi ở rất gần hắn nếu không nhất định sẽ không cảm giác được kể từ đó dù cố tiên nhi có thấy việc này hơi là lạ cũng sẽ không nghĩ sâu xa nhiều lắm cũng chỉ nghĩ hắn bị trọng thương sau khi đấu với cố trường ca không thể nào trốn xa chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ nấp bí ẩn bắt đầu chữa thương mà ở bên khác một thiếu nữ mang theo chú chim xinh đẹp đỏ chót trên bờ vai, đi ngang qua từng dãy núi lớn. Phong tháo của thiếu nữ tinh tế, da trắng noãn như sứ, ngũ quan đẹp đẽ tuyệt lệ, khí chất xuất trần, tựa như tác phẩm nghệ thuật do bàn tay trời tạo thành, rất không tỉ vết. Trong con người thoáng nhìn cũng lộ ra vẻ lạnh lùng như băng, váy áo bồng bềnh, mang theo hơi thở tiên nhân, siêu phàm thoát tục. Chính là Cố Tiên Nhi. Có điều, giờ phút này ánh mắt của nàng cũng không khá khẩm bao nhiêu. Như Tần Vô Nhai suy đoán, những ngày này dù có tìm kiếm qua mỗi một dãy núi, nàng vẫn không tìm ra tung tích của Tử Dương Thiên Quân. Điều này khiến Cố Tiên Nhi không khỏi sinh ra tia lo lắng, vô cùng bất an. Thời gian Thanh Tiểu Y bị bắt đi cũng DAX trôi qua khá lâu. Lúc này, dù hồn đăng của Thanh Tiểu Y vẫn còn sáng như cũ, không có chút xu hướng tối xuống nào, nhưng vẫn như cũ để lòng Cố Tiên Nhi không an tâm, cũng có chút tự trách ấy này. Hết lần này tới lần khác, Thủ đoạn ẩn nấp của Tử Dương Thiên Quân thật sự rất tốt. Dù nàng đã vận dụng rất nhiều cách, vẫn khó mà phát hiện được chút dấu vết. Hình như Cố Trường Ca cũng biết nàng muốn tìm kiếm tung tích của Tử Dương Thiên Quân, có nói mấy lời như chế giễu, hiện tại nàng đang ủ phí công sức, lãng phí thời gian. Không biết giờ Cố Trường Ca định làm như thế nào. Lông mày của Cố Tiên Nhi nhíu chặt. Mấy ngày nay, đương nhiên nàng cũng nghe chuyện Cố Trường Ca bị tập kích, lấy thực lực của hắn nhất định sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào. Hiện tại điều nàng muốn biết nhất là Cố Trường Ca định làm thế nào, tiếp tục chờ để Tử Dương Thiên Quân lộ ra tung tích hay hắn còn cách khác. Giờ phút này, Cố Tiên Nhi vẫn chưa biết chuyện Cố Trường Ca đã ra tay và đang đến nơi ẩn nấp của Tử Dương Thiên Quân. Thôi, bỏ qua Cố Trường Ca đi, hắn tự có cách của mình, ta tự có cách của ta, không thể quá ỷ lại vào hắn, gặp chuyện phiền toái gì, đã lập tức muốn hắn giải quyết giúp ta trong lòng cố tiên nhi nghĩ như vậy bóng người chợt lóe lên tiến nhanh đến chỗ dãy núi kia dù biết cách làm này của nàng rất ngốc cần lục soát từ 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 nhưng bù lại rất cẩn thận không để lọt chút tung tích gần như sẽ không bỏ qua chút ngóc ngách nào ừm đây là bỗng nhiên cố tiên nhi nhíu mày ánh mắt nhìn qua chú ý tới chính giữa bầu trời đang có một luồng pháp lực rung động nhàn nhạt, nhạt chuyển đến dù rất bí ẩn nhưng vẫn không thể gạt được năng lực cảm nhận mạnh mẽ của nàng Bây giờ, Cố Tiên Nhi đã sắp đột phá đến bán thánh cảnh. Nguyên thần của nàng cũng càng mạnh hơn, từ nhỏ đã nuốt các loại thần thức thiên tài địa bảo, dùng các loại bí pháp rèn luyện, cũng từng tu hành pháp nguyên thần quan tưởng, lực cảm giác vẫn luôn mạnh hơn rất nhiều người cùng thế hệ. Nên ngay lúc này, trong thời gian sớm nhất nàng đã nhận ra hơi thở khác thường ngay giữa bầu trời kia. Nơi này còn có người nào sao? Nghĩ như vậy, bóng người của Cố Tiên Nhi lóe lên, lặng lẽ ẩn hơi thở đi tiến đến chỗ đang có pháp lực ba động kia. Rất nhanh, nàng đã thấy một nơi bí ẩn trong một vùng bình nguyên. Một người đàn ông có khuôn mặt bình thường, vóc người tầm trung, ngồi xếp bằng ở nơi đó, thần hà chảy xuôi, phù văn lấp lóe quanh người, dâng lên các loại tia sáng, rõ ràng là bị thương nặng, đang ngồi chữa thương. Người này là sư huynh của tử dương thiên quân kia, chính là tên nam tử thần bí được sinh ra từ trong kỳ thạch ở cửu thiên. Rất nhanh cố tiên nhi đã nhận ra người này, con ngươi nhanh chóng hơi co rụt lại, vô thức lấy ra một phù bảo trong tay áo. Mấy tin đồn thời gian gần đây nàng đều biết rất rõ, người trước mặt này chính là người đã ám sát cố trường ca, cuối cùng tự làm nổ bảo vật cổ, rồi chạy trốn. Nhưng người nào cũng không nghĩ, bản thân hắn lại bị thương nặng, lại đang chữa thương ở nơi này. Xem ra trong trận chiến với cố trường ca, hắn thật sự bị thương không nhẹ. Nghĩ tới đây, cố tiên nhi cũng không đánh rắn động cỏ, mà cẩn thận từng ly từng tí che giấu hơi thở của mình đi. Nàng tự có có tính toán, bây giờ nàng vô cùng chắc chắn người trước mặt này và Tử Dương Thiên Quân nhất định có quan hệ. Chỉ cần lặng lẽ theo sau hắn, không phải có thể nhanh chóng tìm được Tử Dương Thiên Quân sao? Mà ngay lúc Cố Tiên Nhi đang suy nghĩ, bóng người đằng trước bỗng nhiên mở mắt, một ngụm máu biến thành một con rồng dài, gào thét to như tiếng sét. Hắn nhướng mày, chậm rãi đứng dậy, trong miệng lẩm bẩm lời gì đó vết thương này còn cần một đoạn thời gian mới chữa hết được quả nhiên cố trường ca đúng là người thừa kế ma công thật cho rằng ngươi gạt được người trong thiên hạ là có thể lừa cả ta sao bắt cóc thanh tiểu y hãm hại tử dương sư đệ còn chưa nói bây giờ còn định mượn đau giết người ngược lại lòng dạ thật quá độc ác nếu không tiêu diệt hắn thật đúng là một tai họa đáng sợ chân mày của tần vô nhai nhíu thật chặt vẻ mặt cũng rất u ám nhịn không được khẽ nói. Việc gấp nhất vẫn là phải tụ hợp với tử dương sư đệ, bàn bạc với hắn một chút sự việc sau nên giải quyết thế nào. Đạo tiên sư muội cũng rất tin tưởng hắn, lại không biết cố trường ca dụng ý khó dò, sau này khâu trường cũng bị cố trường ca ra tay. Dứt lời, cả người hắn lao thẳng về phía trước, lóe lên ở giữa sau đó biến mất tại chỗ, rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Cái gì? Những lời này của hắn có ý gì? Cố trường ca, hắn là người thừa kế ma công chân chính. Nhưng cố tiên nhi ấn nấp ở phía sau, lúc này lại đang ngu ngơ đứng tại chỗ, như vừa bị hoảng sợ, gương mặt đầy vẻ không dám tin, không nghĩ tới, vậy mà nghe được một tin tức mới. Nàng chỉ thấy đầu mình vang lên ông ông, như bị một cái chuông đồng khổng lồ đụng mạnh vào, thậm chí đang dần trở nên trống rỗng. Nàng không biết, giờ phút này, mình nên có cảm xúc gì. Cố trường ca, hắn mới là người thừa kế ma công chân chính kẻ cầm đầu, tất cả tai họa kinh khủng nhất trong trời đất. Đương nhiên Cố Tiên Nhi không tin toàn bộ những chuyện này. Nhưng nếu Tần Vô Nhai cố ý vu hãm, vậy sao hắn lại biết mình ở chỗ này? Cố ý nói ra mọi thứ. Không phải khi nhìn thấy mình, hắn nên tranh thủ thời gian tránh né ẩn mình đi, sợ có người báo với Cố Trường Ca, đến đây đuổi giết hắn sao? Tất cả những chuyện này chỉ đơn giản là trùng hợp. Chẳng lẽ toàn bộ lời Tần Vô Nhai nói nãy giờ đều là nói bậy sao? Không thể nào, nếu Cố Trường Ca hắn là người thừa kế của Ma công, làm sao một chút dấu hiệu cũng không có được. Nếu hắn là người thừa kế Ma công, vậy sao có thể bị người thừa kế Ma công tấn công, bị thương nhiều lần chứ? Vậy Tần Vô Nhai nhất định đã hiểu lầm cái gì, hoặc vì hắn biết ta đến chỗ này, nên đang cố ý nói ra, muốn chia rẽ quan hệ giữa ta và Cố Trường Ca. Hiện giờ, trong đầu của Cố Tiên Nhi rất loạn, lòng cũng rất hoảng, rất bất an nàng cũng không biết tại sao mình lại thấy mất mát lo lắng thậm chí có sợ hãi mà cả nàng cũng chẳng biết tại sao nàng cũng không chú ý vẻ mặt mình lúc này đang có hơi tái nhợt giờ phút này thậm chí nàng còn hy vọng bản thân chưa từng nghe mấy lời này lúc trước hay hiện tại nàng cũng chưa từng hoài nghi cố trường ca sẽ là người thừa kế ma công mà bây giờ sau khi nghe chuyện này nàng lại nhịn không được có hơi hoài nghi chuyện này rất nhanh khi cố tiên nhi phản ứng kịp cũng không dừng lại mà vội vàng đuổi theo về phía trước muốn dựa vào tung tích của tần vô nhai tìm được chỗ tử dương thiên quân đang ở bỏ qua hết mọi chuyện đến cùng là tần vô nhai có phải đang cố ý bẫy dẫn nàng đến hay không cũng không quan trọng nữa nàng muốn biết tất cả chuyện này là thật hay giả nếu không trong lòng nàng cũng không cách nào yên ổn ông ngay lúc đó một bên khác bầu trời run rẩy hiện lên từng tia sáng vàng, cả không gian rung động ầm ầm. Ngay sau đó, một tia sáng vàng trói qua, một cánh cửa mở rộng, rất nhiều bóng người bước ra từ trong đó, di chuyển tới. Người cầm đầu, bóng lưng thon dài thẳng tắp, áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, ánh mắt bình tĩnh sâu xa. Sợi tóc trong suốt như mực, lộ ra vẻ siêu phàm thoát tục, giống như thần minh tuổi trẻ đang từ trên cửu thiên đi tới vậy. Phía sau lưng hắn là thiên kiêu và trí tôn trẻ tuổi các tộc, tu vi mạnh mẽ, áp lực kinh người, ánh sáng vàng dọi quanh. Một tên dạ xoa có bộ dáng sinh linh, cung kính đứng ở trước, chỉ về rất nhiều dãy núi ở đằng trước, nói, chủ nhân, phía trước là huyền vũ cổ quốc bên ngoài dãy hoành nhạc. Cô trường ca gật đầu, ánh mắt lướt qua phía dưới, nhàn nhạt, nhạt, nói. Tử dương thiên quân chính xác là đang ẩn thân ở đây, lục soát lần lượt cho ta, không được buông tha bất kỳ ngóc mách nào. Những người còn lại phong tỏa mỗi một hướng quanh đây, không cho phép một sinh linh hay tu sĩ bước ra một bước làm trái lệnh xem như là đồng bọn của tử dương thiên quân giết thẳng tay không cần lưu tình vâng chủ nhân đám người nghe vậy sắc mặt lập tức nghiêm một chút cùng nhau quát to lên âm thanh kinh người sắc khí cuồn cuộn làm rất nhiều thiên kiêu theo sau nghe mà sợ hãi sống lưng phát lạnh đây đúng